mà này em hỏi nói của là của má hai. Dạ, của má hai là có nghĩa là của má hai của con là 2 triệu là bên Mỹ về, bây giờ 2 triệu, còn của con là trong 1 triệu. Trời, nói rõ ràng nhưng thôi à, má hai bà nói ủa này của tao mà của mày đâu đúng không? Đó thì cái chuyện là 3 triệu, 3 triệu cho ừ, em ghi tên má hai vô. Má hai. Con gửi ra 3 triệu. Dạ. Vậy để cô. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Em đọc tên má hai nha. Nơi đây ta nuôi mấy đứa trẻ mồ côi cũng nhiều. À, cũng vui đó. Cô cho vợ chồng tướng nãy chuối đó. Cảm ơn cô. Để con cho lại cô cái clip. Con cho lại cô một cái video ha. Con sẽ quay lại cái video. À, hôm nay tướng đến chùa chùa từ hạnh phải không cô? Rồi đẹp rồi đây nè, giao nè đó. Cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn. Nay Tuấn đến chùa từ hạnh thì Tuấn lần đầu tiên Tuấn đến cái chùa này thì Tuấn nay là Tuấn đến chùa từ hạnh rồi nha. Rồi bây giờ mình đi vào chùa nha. Chùa nằm ở cái mặt tiền đường Kinh Dương Vương nè. Đó, trong chùa thì nuôi trẻ mồ côi với lại nuôi dị dưỡng lão. Bây giờ mình cùng vào chùa nha. Đó, hôm nay vợ chồng Tuấn đến chùa Từ Hạnh nè, ở trên đường Kinh Dương Vương. Đó, để cúng từ thiện cho mấy trẻ mồ côi với lại cho mấy cô bên dị dưỡng lão. Thì bây giờ Tuấn vào Tuấn cúng. Cái này là tiền, này là không phải tiền của Tuấn đâu. Tiền này tiền của má hai gửi về. Đó, rồi Tuấn cũng có ké vô dòng tiền đó thêm một chút để cúng vô cho chùa luôn. Chùa có 60 cô là trong viện dưỡng lão với lại có nuôi mấy bé mồ côi á, thì hôm nay mình đến chùa để mình cho từ thiện, cũng giống như là mình xin quyên góp thêm vì sao mà dù như mà có mấy cô chú anh chị ở Mỹ, Úc, Canada đó mà biết Tuấn qua kênh Lê Tuấn Channel á thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn theo số hotline có màn hình ha. Tuấn sẽ nhận giúp. Rồi xong rồi Tuấn đi đến cúng chùa. Tuấn thì cũng không có nhiều thời gian đâu. Tuấn đi đến cúng chùa đó. Rồi Tuấn cúng vô để mấy sư, mấy cô, mấy thầy có cái tiền trang trải cho mấy đứa bé với lại nuôi mấy bà bên viện dưỡng lão. Đó. Thì nói chung là Tuấn cứ nghĩ vậy thôi. Cứ video của Tuấn mà đi đến gặp được mọi người thì cái duyên mọi người gửi thì Tuấn nhận, xong rồi Tuấn đưa vô đó. Tuấn cũng ghi lại tên tuổi đàng hoàng. Giống như má hai, Tuấn cũng ghi lại tên tuổi đàng hoàng của má hai. Còn bên Tuấn thì Tuấn không có cần ghi đâu. Còn mấy cô chú anh chị nhờ thì Tuấn ghi đúng tên tuổi của cô chú anh chị gửi cho chùa, cho mấy đứa bé và cho cái viện dưỡng lão. Giờ mọi người cùng theo chân Tuấn nha. Chùa Từ Hạnh này nằm trên đường Kinh Dương Vương nha. Tuấn đi, Tuấn gửi cho chùa cái tiền từ thiện. Một phần là của má hai Tuấn, một phần là của Tuấn gửi cho chùa. Nói người ta cũng cho nhiều lắm đó. Con nhiều thì con gửi cho chùa là 3 triệu. Dạ. Ví dụ con dành con viên góp thêm là con nhiêu mà em hỏi nói của là của má hai. Dạ, của má hai là có nghĩa là của má hai của con là 2 triệu là bên Mỹ về, bây giờ 2 triệu, còn của con này là trong 1 triệu. Trời, nói rõ ràng nhưng thôi má hai bà nói ủa này của tao mà của mày đâu đúng không? Đó thì dạ. Con là 3 triệu, 3 triệu cho em ghi tên má hai vô. Má hai. Đó, con gửi ra 3 triệu. Dạ. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Em đọc tên má hai nha. Dạ, nguyên góp nữa con đem lại chùa. Dạ. Tại vì con cho bé với cho mấy bà cũng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đúng rồi. Chùa đó. Thật lòng mà con đi con má hai đi ha. Dạ. Má hai bác kêu con đi có chỗ con thấy không được nên thôi con không đưa. Còn chỗ này con thấy được nên con làm. Được.
coi là học bài lăn lóc luôn rồi. Nó đang ta nuôi mấy đứa trẻ mồ côi cũng nhiều. Đó, con làm đúng như cái lời hứa với má hai đó. Con đi con gửi cho chùa, cúng cho để chùa lo cho mấy đứa nhỏ. Hôm bữa con đi qua bên kia mà con thấy bên kia chưa được nên thôi hôm nay con mới qua đây bên đây được hơn cho mấy đứa nhỏ. Chùa Từ Hạnh ở chùa Từ Hạnh này được ở đường Kinh Dương Vương. Bên đó thì là của viện dưỡng lão. Giờ vợ Tuấn với Tuấn đi qua bên chỗ viện dưỡng lão ha. Xem coi mình có giúp được gì không thì mình giúp. Không thì mình về mình xin thêm tiền má hai quyên góp. Chứ mình quyên góp được chút nào mình quyên góp. À, cô dễ thương. À, rồi cảm ơn cô. Cô cho vợ chồng Tuấn á, cô cho nãy chú vợ chồng Tuấn á. Dạ rồi, con cảm ơn cô đang quay luôn á. À, đang quay luôn đó. Video con là đi qua tính Mỹ luôn á. À, qua Mỹ Úc Canada luôn á. Ừ, cái nãy chú này sẽ đi qua tính Mỹ luôn á. Chứ không chơi đâu. Lạng hoạn có ông Mỹ nào không gướng mà. À. Dạ. Hôm nay á cũng vui đó. Cô cho vợ chồng Tuấn nãy chuối đó. Cảm ơn cô. Để con cho lại cô cái clip. Con cho lại cô một cái video ha. Con sẽ quay lại cái video. À, hôm nay Tuấn đến chùa chùa Từ Hạnh phải không cô? Rồi đẹp rồi đây nè, giao nè. Đó. Cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn. Nay Tuấn đến chùa Từ Hạnh. Thì Tuấn lần đầu tiên Tuấn đến cái chùa này thì Tuấn cũng không có biết đâu. Tại vì vợ Tuấn coi trên Facebook á thì nói là chùa bên này có mấy cái cô chú ở. Trong này là có 60 cô chú hả? 60 cô hả cô? Dạ, 60 cô ở trong này á. Và bên kia thì có mấy bé hồi nãy Tuấn có quay đó. Thì bên chùa có nhận từ thiện. Thì Tuấn thứ nhất là hôm nay là hôm bữa có nhận của má hai hết 100 đô. Nên nói là đi kiếm cái chùa quay để gửi cho mấy bé với lại cho mấy cô mà mình chưa tìm được. Hôm bữa giờ cũng bận. Tại vì Tuấn còn đi bán bên xe ô tô. Với lại còn bên khô cá mấy cô chú cũng nhờ Tuấn mua nữa nên Tuấn cũng bận. Cái thế là Tuấn cũng không có thời gian nhiều đâu. Hôm nay là tại vì đi mua khô cho một cô Vân thì cái mình tranh thủ buổi sáng á mình ghé ngang qua chùa mình cho cái tiền từ thiện. Mà ai ngờ đâu gặp mấy cô dễ thương quá trời luôn, mấy cô cũng nhiệt tình nữa. Thôi mình cũng cảm ơn mấy cô. Mình quay lại cái video. Thứ nhất là con báo với má hai là con có gửi cái tiền từ thiện của má hai rồi. Cái thứ hai á là con sẽ quay cái video này để con đưa lên YouTube. Rồi con có xin thêm được cái tiền của bên từ thiện ở bên nước ngoài hay là ở Việt Nam gì nữa thì con cũng sẽ đem vào đây con gửi. Nói chung là người nào thì con ghi con quay video lại hết chứ con không có kia. À, người nào gửi như má hai gửi về nhiều thì mình ghi vô trong tờ giấy giống như lúc nãy vậy đó. À, mấy cô ở trong này đến 60 cô lần á thì mình quyên góp thì mình cứ qua bên kia mình đóng vô chỗ cái chỗ bàn của sư thầy á, sư cô á, rồi sư cô sẽ lo cho mấy cô bên này. Cô dắt đi. Con chào cô. Con chào cô. Đó thì hả, kệ cô nhiệt tình như Tuấn thì Tuấn cũng quay rồi. Tuấn cũng xin gửi cái clip này lên cho mọi người. Thì mọi người ai xem. Dạ. À, cảm ơn cô. Cắt cái từ đó đó hả cô? Đây là cá buồn, cái đây là cá buồn á. À cá buồn. Thôi cô giữ ăn đi, cô giữ ăn đi. Tụi con còn đi bên chợ nữa. Tụi con đi một lần đi cũng cả ngày á. Dạ. Dạ. À, đây Tuấn quay cho mọi người xem. Con chào cô. Dạ con chào cô. Dạ. Con xin phép con quay chút xíu nha cô. Dạ. Dạ. Thì Tuấn sẽ đưa cái video này lên cho mọi người. Thì mọi người ai muốn mà quyên góp thì mình quyên góp. Và dù Tuấn với vợ Tuấn có nhận thì Tuấn cũng giống như giúp cho ba má hai Tuấn ở bên Mỹ thôi.
thì Tuấn cũng đem qua đây rồi Tuấn cũng ghi lại cái tên của cái danh sách. Nói chung là mấy cô chú làm với bên Tuấn, mấy cô chú cũng biết rồi, tại vì người ta nhờ bên Tuấn là mua mua khô thì người ta cũng đã tin tưởng bên vợ chồng Tuấn rồi, nên Tuấn không có phụ lòng cái việc người ta tin tưởng đâu. Còn Tuấn làm thì chủ yếu là Tuấn đi thì cũng như đó xăng à đó, mà mình giúp được cho mọi người thì mình cứ giúp đó, giúp được cho mấy cô mình cứ giúp. Ở đây tính 60 cô, giống như cô nãy nói 60 cô thì khi mà mình quyên góp là mình quyên góp ở cái bàn hồi nãy á, xong rồi mấy cô bên đó người ta sẽ lo cho mấy cô về phần ăn uống rồi. Nên Tuấn quay sơ vào cho mình coi, Tuấn không có quay nhiều, quay một chút à đó. Con quay quay chơi chơi à cô à, nhưng mà con đúp up lên trên YouTube mà video con up là đi qua tới Mỹ lần đó. Dạ, đi qua Mỹ, Úc, Canada và nói chung là con dạ. Ồ, vậy hả cô, vậy hả cô. Vậy hả? Con mới biết bên này, thật sự con mới biết bên này, tại vì bữa giờ tụi con đi tìm, tại vì mẹ của bên vợ con á, mẹ hai bả tìm, bả nhờ tụi con đi gửi giùm $100 mà tụi con tìm hoài cũng chưa biết cái chỗ nào, mà mình tìm cái chỗ mà thật sự người ta khó khăn á mà mình mới gửi cô. Chứ còn nếu mà mình tìm cái chỗ mà người ta đã có cái đầy đủ rồi á thì kia hôm bữa con chạy qua tuốt ở bên quận 12 á. Dạ, con chạy bên tuốt quận 12 á, nhưng mà mấy đứa bé bên đó con vô con mở con nhìn thấy trời gì đâu mà nó ở nhà mặt phố mà máy lạnh đồ này kia nọ. Thôi con không con mới con nói người ta hỏi con làm gì, cái con nói em đi lộn chỗ lộn địa chỉ, cái mình quay đầu, tại vì mình ấy con nói cô nghe nè, con nhận tiền con phải có trách nhiệm với cái việc đó, chứ không thể nào mà con nói cái câu là hả mày cứ cho đi lại cho bừa rồi mày vậy đi là không được. Đó. Nên con thà con nói tôi lộn địa chỉ thì tôi quay đầu tôi đi thôi. Cái bữa nay con nói vô tới đây con nói đúng chỗ rồi em ơi, thôi em đưa tiền luôn cho cô bên kia đi, xong con cũng có xin sư cô bển. Dạ. Dạ. Chùa nó cũng on the bike, let's get it. Get it on the bike, let's get it. Chew I double L, let's get it. Oh, live the I bike. Sound same, I don't want to die, baby.